Hello everybody. Tụi mình đã tới với Thiền viện Trúc Lâm, địa điểm đầu tiên trong ngày đi du lịch tour ở Đà Lạt. Nữa thằng này nó mới có điểm nhấn cho cái clip. Rồi chúng ta hãy cùng bắt đầu tham quan ngày hôm nay nha. Có cái gì trong cái chùa này? Hồi nãy hướng dẫn viên có nói cái gì tới cái bậc thang á, 100. Để lên được Thiền viện Trúc Lâm thì chúng ta sẽ phải đi 192 bậc. 192 bậc. Ừ. Ở trong ngôi chùa này có một cái hồ người ta gọi là Hồ Tuyền Lâm. Nơi đây Sơn Tùng M-TP đã từng quay một cái clip lạc trôi. Clip bây giờ là hot nhất, không hot thứ hai của Sơn Tùng. Tôi không biết là một lát nữa mai đủ. Bạn để ý là ai vô đây là người ta sẽ không mặc quần dài hơn đầu gối. Nếu mà mặc các bạn lỡ mặc váy hay là quần sọt đó, các bạn sẽ phải quấn. Người ta phải cho bắt các bạn quấn một cái váy phải dài hơn đầu gối để thể hiện sự kính trọng. Đây là một cái này tôn nghiêm. Chị Vinh cuốn váy rất là sang chảnh. Còn đây là chậu Tây. Tụi mình đi cho cũng ăn hết. Dâu lắc có thể gọi là một đặc sản ở Đà Lạt. Dâu thường được cắt đôi hoặc để nguyên trái, rồi được lắc với một ít muối tôm và một ít đường. Chỉ với 15-20 ngàn là có thể mua được một ly dâu lắc. Bây giờ mình sẽ đi tham quan Thiền viện Trúc Lâm. Thiền viện Trúc Lâm cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5 km. Phía trên là Hồ Tuyền Lâm. Đây là thiền viện lớn nhất Lâm Đồng, là điểm tham quan và du lịch của nhiều du khách trong và ngoài nước. Bên ngoài chánh điện là lầu trống và lầu chuông với quả chuông hồng chung nặng 1,1 tấn. Phải trải nghiệm rơi theo hoa sớm, lợi danh tâm lạnh với mưa đêm, mưa tạnh hoa trơ non, vắng lặng, chim kêu một tiếng lại xuân tàn, ở đời vui đau hãy tùy duyên. Vui đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đói canh vô tâm chớ hỏi thì. Trúc Lâm đại đầu đà á, viết thơ mà mình không hiểu. Đại khái là nói là sống là phải biết tận hưởng những gì mình đang có, không có tìm kiếm bên ngoài, sống một cách yên bình, đủ tiếng Việt, tiếng miền Nam chứ không phải là tiếng Huế, phải biết đủ. Tiếng Huế là gì Thương? Tiếng Huế đủ là gì Thương? Phải biết đủ là gì Thương? Không biết. Tiếng Huế là gì? Tiếng Huế là đủ. Là phải biết gì? Phải biết đủ. Ôi, A Di Đà Phật. Móng rồng, dạ móng gì chứ? Móng cọp. Móng cọp xanh vậy. Cái này ghê quá, sao có trái nó như nó nhão nhão. Đúng là nhão bị dập á. Quay cận cảnh cây móng cọp. Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn, một ngày nào tình cờ em nhớ đến. người đang đi xuống Hồ Tuyền Lâm. Hồ Tuyền Lâm. Suýt nữa là té xong. Hồ Tuyền Lâm là hồi nãy nói đó là cái hồ mà Sơn Tùng M-TP đã xuống để quay MV khủng, MV Lạc Trôi. Đi vé, đi thuyền thì mới tốn tiền, còn đứng ngắm hồ thì chắc không tốn. Em nghĩ là xa lắm luôn đó. Dạ xuống dưới đó là hết là 10 phút đó. Thôi lên đi, rồi có chụp hình gì chụp ngay đây đi. Thôi đây là nơi mình dừng chân các bạn, không có thể đi xuống được. Đừng níu kéo phút giây này, đừng tiếc nuối đêm về. Ủa vậy mình có xuống không? Niềm tin đã vỡ tan rồi, nên mình đành dừng chân. Mình rất muốn đi xuống dưới Hồ Tuyền Lâm để coi mặt mũi nó ra như thế nào, nhưng mà không đủ thời gian. Cho đi có 50 phút đi bộ xuống. Bây giờ là 9 giờ 20 rồi. Đi xuống cái là đi lên là hết giờ rồi. Chưa kịp ngắm hết. Cho nên là nơi mình dừng chân là ở đây. Nhưng mà bên này có... Dạ, hát đi, xin lỗi. Okay, ý là giọng hát không bằng một câu nói, ok thôi. Thôi mình không nói nữa. Hát đi. Đúng rồi mà. Mỗi lần chỉ gần sàn là nó bóp. Cái này gọi là nội viện, cái khu này là không được vào, khách du lịch không được vào. Hình như là chỉ là chùa chiền mấy người để dành cho các sư vô thì vô bàn hơi bị dập. Sao hay sao? Sau khi đi thiền viện xong thì mình cảm thấy là tâm hồn của mình rất là thoải mái, bình yên. Nhưng mà so với cái chùa hôm qua thấy cái này như thế nào? Những người nào sẽ thích hợp tới đây? Những người nào mà thích sự bình yên á, thì nên tới đây. Còn nếu mà nói về kiến trúc của nó thì không có gì đặc biệt so với những ngôi chùa khác. Các bạn nếu mà có thời gian đi du lịch Đà Lạt á, mà nó ngắn á, thì nên chọn cái chùa Linh Phước ngày hôm qua để mà đi. Còn mà lâu lâu á, thì có thời gian thì vô đây nha. Chưa kịp qua hồ. Rồi em sao? Cảm nghĩ. Cảm nghĩ của em lại là bóp và dựng đứng lên. Ok, hẹn các bạn ở địa điểm tiếp theo nha.